Cho chó mẹ ăn bánh mì chấm sữa nè. Đó, ăn đi con. Cho mẹ buổi sáng á, mình mới vừa ngủ dậy là chạy theo chân mình để xin ăn rồi đó. Chắc là nguyên một đêm con nó đó, bú nó đó. Trang bánh mì sữa đặc nè. Ồ, có vẻ hấp dẫn rồi. Đây là nửa ổ bánh mì. Sáng mình nướng lại rồi đó nha. Đây con. Bỏ vô đây luôn nha. À, ăn cái vẻ hấp dẫn quá. Chắc ăn được nửa ổ này luôn á các bạn ơi. Nó đói lắm luôn á. Tối mình đã cho làm sẵn nửa chén cơm để sẵn đó rồi. Sau khi cho nó ăn cơm no buổi chiều, mình đã cho nó nửa chén cơm để sẵn đó. Sáng vậy là nó đã ăn sạch rồi. Nó chạy theo nó xin mình. Tiếp nè.